Nghe được cái clip này này nha, nếu ai á, sống ở đời mà tạo phước đức, làm phước á, mình sẽ có công đức rồi thì con cháu mình nó sẽ được hưởng. Ví dụ như mạnh giỏi, không đau ốm bệnh tật, không tai nạn, à, mần ăn thì khá giả, thông minh sáng suốt ha. Với thêm là tôi có biết không? Bili A đó, rồi giờ thêm Nepal, Ấn Độ, bây giờ sụp đất đồ, quá bà con rất là khổ sở dữ vậy. Đó là cái đó là như thế nào vậy chị? Nam mô A Di Đà Phật. 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 Tôi á, là lên đây lên cái clip này để nói cho bà con biết là cái cảnh đó là cảnh thiên tai đó. Thiên tai đã gần tới ngày vũ sổ rồi. Ngày vũ sổ mà của Phật trời lập ra, nên thành ra là thiên tai họa hoạn, lỡ đất. Lỡ đất rồi mới có lũ lụt, mới có sóng thần tràn vào. Mới là người ta là bị nhấn chìm hết, là trôi lội không kịp là chết luôn, nhà sập. Mà ra không kịp cũng chết luôn. Là như vậy đó, thiên tai của cái thời kỳ mạt pháp này đã gần sắp hết rồi. Nên xảy ra nhiều chuyện lạ và nhiều cái thiên tai họa hoạn, bệnh đau chết chóc. Rồi bắt đầu lũ lụt, lỡ sạt. Hồi xưa tới giờ là trên núi không có tình trạng lũ lụt. Mà ngày hôm nay bắt đầu cái núi cao nhất lại có tình trạng lũ lụt. Là nó đã có hiện tượng là đời sắp tới đó bà con cô bác. Bây giờ tôi xin có lời gửi đến bà con bác, hiện tại bây giờ mình nên lo tu đi, làm hiền, làm lành, cúng lại để chờ tới ngày kết cuộc, để mà được thầy cứu mình về sống cái cảnh đời hội hội long qua rất là sung sướng, không có là vượt qua bao cái tai nạn sau này luôn, thiên tai họa hoạn của trời đất lập ra đó. Với lại tôi xin có mấy cái đề tài là gì nè, xin bà con cô bác á, nghe được cái clip này á, hiện bây giờ là đời của thầy, mình tu theo thầy, ai muốn theo thầy thì phải gán tu theo thầy, là đọc bài cúng lại, đọc bài ngũ nguyện của thầy nha. Ngũ nguyện của thầy rất là công năng diệu dụng, có thể cầu nguyện được cho mình và ông bà mình, cha mẹ mình và bá tánh vạn dân hết trái đất này luôn là có thể cầu nguyện được. Rồi sau khi đó mình ngồi mình niệm Phật vài trăm câu niệm Phật, dù cho việc gì mình cũng nhơn ra 10 phút hay nửa tiếng hồ, mình vô mình ngồi mình đọc bài ngũ nguyện của thầy, nhớ nín thở nha, mới có thể niệm, cái tâm mình nó mới bình tĩnh được, chứ không thôi là nó sẽ phóng nhớ chuyện này nhớ chuyện kia, là niệm nó không có thiệt tâm đó, toàn là giả dối không. Thành ra nó có công năng diệu dụng nhiều lắm, nên mình niệm cái đó có thể là nếu mình niệm được bình tĩnh á, có thể là xuống tới dưới đó, là Đức Vua Diêm Vương ở dưới có thể nghe tới luôn, cõi địa tiên đó cô bác. Đó là như vậy đó, là hiện bây giờ nếu ai muốn sống hội long qua thì nên từ bây giờ gắng lo đọc bài ngũ nguyện của thầy, rồi niệm Phật, rồi đi ra giúp đỡ người nghèo khổ ốm đau bệnh tật, rồi mua cá phóng sanh. Tại vì trong cái năm cái thí của Đức Thích Ca cũng có dạy đó, là một cái thí là ai muốn sống thọ thì phải mua cá phóng sanh là sẽ được sống thọ. Đó là như vậy đó. Bây giờ bà con cô bác ở ngoài nước giờ quá khổ rồi, sắp tới đây sẽ bà con cô bác ở ngoài nước sẽ còn chịu dữ hơn, là kêu bằng là dữ dội luôn, là chết gần hết rồi mới có thể là xây dần về Nam. Là ngày sau thế cuộc xây dần về Nam là nước Nam cũng phải chịu khổ một trận dữ dội lắm, là bắt đầu là úp trái đất này lại, là lập đời luôn, là cảnh hồng trần sẽ thành là nước không. Rồi thú dữ tràn xuống, rồi miên nó khởi xuống, nó giết mình, nó đi tới đâu nó giết, nó tàn phá đốt nhà tới đó, ăn diệt cho hết người hung để còn người hiền sống đời thượng quân thánh đức đó. Là như đó, là như bây giờ tôi có lời khuyên bà con cô bác đó, hiện tại giờ mình lo như vậy đi, là sau này mình sẽ được thầy cứu, thầy không cứu mình là mình sẽ chết, chứ mình không còn sống tới đó được đâu. Mà nếu mình không lo thì mình đâu có công đức gì đâu mà mình sống tới đó. Bây giờ mình phải lo đặng tới đó thầy có thể cứu độ mình về sống đời hội thượng quân thánh đức hội long qua, đó là rất là sung sướng luôn. Còn nếu bây giờ không lo thầy có nói, người không lo cũng như lá úa đó, lá úa vàng nó rụng người ơi. Đó là vậy đó. Bởi vậy bây giờ nếu mà thấy khổ quá thì bà con cô bác nên nó là quay đầu là bờ đi, quay đầu Phật Pháp mới khỏi lâm tai nạn đó. Là vậy đó. Bây giờ mình phải quay đầu trước giờ 24 chứ đừng đợi sấm nổ.
đợi sấm e bá tánh ăn năn chẳng kịp đó, để đến chừng sấm nổ gian thinh e bá tánh ăn năn đã muộn đó. Cho nên bây giờ phải ráng lo, lo trước thời kỳ này. Em hỏi ví dụ mình sắp nghe thầy nói là con là để chờ sấm nổ gian thinh e bá tánh ăn năn đã muộn, thì sấm nổ là gì, là cái sấm đó chỉ là nước Việt Nam mình nghe không hả chị? Có thể là toàn trái đất đều nghe được, ở đâu đâu cũng nghe được, tại vì cái tiếng sấm nổ đó rất là dữ dội, có thể là long trời lở đất, là các tỉnh đâu đâu cũng đều nghe dữ dằn lắm, mà mới sao xiến nhân dân mới sao xiến. Là lời ông ba nói là đinh tỵ sấm nổ thình lình đó, là không biết nổ ngày nào, nghe bà con cô bác không biết nổ ngày nào, cho nên là nhân dân sao xiến nước mình có vua. Mà đinh tỵ thì cũng gần tới đây rồi, mà bây giờ mình không lo cúng lại, không lo niệm Phật, sát một bên rồi làm sao tới chừng đó mình làm kịp. Nhất thinh sập hết cù lao rồi, tam thinh tiêu hết giảng kinh rồi, rồi tới chừng đó còn đâu nữa giáo pháp của thầy mà mình lo làm sao mà kịp nữa. Bởi vì thầy nói là đến tội rồi mới hối muộn màng đó, thành ra bây giờ mình phải lo trước đi. Ai muốn sống thì nghe được cái clip này, nghe lời tôi vậy đó. Bài ngũ nguyện của thầy rất là công năng diệu dụng lắm. Khi mình vô mình ngồi mình đọc bài ngũ nguyện của thầy rồi quay lại niệm 200-300 câu niệm Phật đi, nhưng mà phải nín thở niệm cho cái tâm mình nó đứng. Thầy cũng dạy pháp môn tịnh độ đó để cho tất cả chúng sanh mình ngồi mình luyện tập cái tham thiền nhập định đó, đặng cho cái tâm mình nó sau này nó bình tĩnh rồi mới còn sống được chứ. Còn kiểu như bây giờ mà cứ lo giải đãi, lo giàu lo nghèo, lo đi chơi đi bời, đi hát đi ca sướng ca vô lội, rồi xong khi đó là cũng chết, cũng hồn cũng ra ma, không được ai cứu hết, mà trở lại sanh tử luân hồi hoài hoài luôn, rất là khổ. Mà cái chặng sắp tới đây là phải chịu dữ dằn lắm, nếu ai có tu sẽ được vượt qua, còn không thôi là khóc nha. Vừa chạy vừa khóc như mưa luôn, trốn đâu cho khỏi binh ngừa bốn phương, mình như chỉ vắng tờ dương đó, chừng đó cầu nguyện Phật thương đặng nào. Rồi trong khi ổng nói mai sau nhiều cuộc đất cài đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa, là yêu cầu mà tới nỗi mà sấm nổ lên là ai cũng chạy hết, chạy tán loạn, chạy kẻ dẫm lên nhau, đạp lên nhau rồi chết. Cái đó mình không giữ được sự bình tĩnh đó. Bây giờ mình không tu nữa, sau này mình không có giữ được sự bình tĩnh để niệm Phật đâu. Rồi mình chạy theo người ta, mình cũng chết theo người ta luôn, không còn sống sót để hội long qua nữa. Bởi vì bà con cô bác ơi, nghe lời tôi đi, bây giờ mình tu theo thầy, mình phải làm theo tất cả những lời gì thầy dạy ra đó, là mình mới còn sống sót, chứ không thôi là mình vô họng ông chèo, không thôi mình chết vì cọp thú dữ gắn gít hầm beo tay tượng, không thôi vì chết vì miên nó khởi xuống nó chặt đầu mình đó, chứ nó không có chừa mình sống đâu. Tằng ban hậu hẳn tiêu du động đó, là nó hẳn mình, nó hẳn mình từ hồi ngàn đời xưa lũy kiếp ông bà mình đó, ông bà tiên tổ tạo gây nên đó, con cháu ngày nay phải báo đền đó. Là coi như hồi xưa ông bà mình đánh đuổi nó, giết nó, chặt đầu nó để làm cà gạn nấu cơm đó, nó rất là hẳn. Nó hẳn sau này nó kéo xuống, nó sẽ trả hẳn là mình, cái tới cái tết sau của mình là phải trả nè, phải trả cả lời lẫn vốn luôn á, chứ không phải trả vốn không đâu. Nên thành ra mình phải tu theo thầy, nên thầy mới để câu là dạy gì mà trả không ngơn. Mình phải tu theo thầy mình mới có thể giật được cái nợ đó, mình không phải trả, tại vì được thầy cứu. Là sau này là đời tận diệt, đời này là đời mạt pháp rồi, sắp sửa tận diệt tới nơi rồi mà cô bác không lo, không lo, không lo chẳng liệu là sau này không bao giờ mà còn sống sót được để được gặp mặt tổ thầy. Ai cũng mong muốn được gặp thầy mà không ai làm theo lời thầy chỉ hết, là có lẽ là tại vì sau này thầy nói nè, 10 phần hết 7 còn 3, hết 2 còn 1, mới ra Thái Bình là coi như sống là không có được nhiều. Nếu như bà con của bác chịu làm theo lời thầy sống rất là nhiều, sống đến con số rất là nhiều, còn nếu không làm theo thì hết cả một cái là 18 nước này chỉ còn có 1 triệu người thôi, còn có 1 triệu dân sống thì quá thôi. Đó là lúa thơm gạo cội để người ta lựa tiễn cái cấp này nè, cấp này là đang sàn sải kệ cùng ca lựa tiễn con lành nè đó. Còn bây giờ cô bác thấy không, ở trên núi bây giờ xuất hiện một cái điểm hào quang rất là lạ, là tại vì sao? Tại vì thầy cũng có để cái câu giảng là hiện hào quang ngũ sách hiền lành đó, để tìm kiếm con tiên cháu Phật. Ai là con tiên, ai là cháu Phật thì nên tu theo thầy đi, sẽ được làm con tiên cháu Phật và làm đệ tử thứ nhất của thầy. Sau này sẽ được thầy, sẽ được coi thầy cởi con ông Lân Mã mà diễn trên thinh không đó. Có thể bà con cô bác ở xa hiện giờ rất là khổ, lũ lụt nè,
sụp đất nè, rồi chết chóc sống thần nữa nè. Mà bà con cô bác ai còn sống thì ở lại gắng lo tu hiền đi. Mình ở đâu cũng phải cúng lại niệm Phật hết trơn á. Niệm Phật cho nhiều thì sẽ tốt chừng đấy. Tới chừng đó mình có chết rồi Phật cũng cứu cái linh hồn mình đó. Đời này của thầy, thầy lập thầy nhất định sẽ về cứu mình. Nếu mình làm theo lời thầy, thầy sẽ cứu mình, không bỏ mình cho xong đâu. Tại vì cái đời này là dữ lắm rồi. Nó hiện tượng là xảy ra quá nhiều rồi. Bữa nay gì mơ khác từ từ sẽ tới nữa. Tại vì tới cho đến khi ngài tận diệt luôn, ngài thầy trở lại luôn. Là như vậy đó bà con cô bác ơi. Nghe lời tôi không bây giờ thấy ha. Tu á, 10 người mới được có một người. 100 người ối thôi 10 người. Bởi vì còn những vị huynh đệ nào đó về Nam á, là nên làm theo lời ngăn cấm của thầy đi. Không uống rượu, không cờ bạc, không rượu trà đàn đếm, làm theo 8 điều ngăn cấm của thầy. Sau này cũng được thầy cứu độ mình nữa. Tại giờ đa số thanh niên là quá chơi bời nhậu nhẹt rồi, không có còn lo tu hiền nữa. Còn về phần nữ là trong khi ông ba, ông nói đó, vì đàn ông nói cười cười, một người mới đặng, 100 người mới đặng ói thôi 10 người là 100 người. Là 100 người là mới đặng ói thôi có 10 người thôi cô bác. Còn đàn bà mang tiếng dục dâm 1.000, còn đặng dư 500 ngoài là người ta còn sống hơn số đàn ông sau này đó. Bởi vì thành ra bây giờ các huynh đệ cô bác anh em nào đó, nếu muốn còn sống còn thì hãy tu theo lời của thầy dạy mình đi. Ngồi tham thiền nhập định, ngồi pháp môn tịnh độ đàng hoàng, chắp tay niệm Phật, nhớ nín thở nha. Chứ không nín thở tâm mình nó sẽ tán loạn, và nó sẽ nhớ rất là nhiều chuyện này chuyện kia, là rốt cuộc mình niệm toàn là giả dối không. Rồi mình có muốn sống cũng không được sống đâu. Tại vì mình niệm giả dối không à, thầy không có cứu mình được. Đó bà con cô bác, ai mà có nghe tới clip này, ai mà có lòng, có tâm đạo á, có cái tâm đạo, cái tâm mình là khởi cái tâm đạo lên, là đó là những người có căn. Có căn sau này sẽ cũng sẽ được thầy gia hộ độ cho mình, ngại tiến tu lên. Như mấy cái người mà ở nước ngoài đó, bây giờ vợ là cỡ này nó sụp đất, những dịch bệnh nó bùng phát như vậy đó, thì người ta tu còn kịp không gì chị? Kịp, tại vì thời đại này là chưa có sấm nổ thì sẽ kịp. Nhưng mà đợi tới sấm nổ là sẽ không kịp. Nhưng mà hiện tại bây giờ phải tu cho mãnh liệt nha, chứ đừng tu lớt lớt, không được giải đãi luôn. Nếu giải đãi là cũng không kịp. Giải đãi ngày qua tháng lợi không kịp, tại vì thiên tai tới rồi đó. Thiên tai tới thì một ngày gần đây sẽ bình địa phong ba. Đó là coi như là, với lại tôi xin có một hai cái mẫu chuyện là kể cho bà con cô bác gần xa biết là cái sự màu nhiệm. Bây giờ mình không tu, thấy không? Mình không tu thì mình cũng phải gán hiếu thảo với cha với mẹ đi. Là trong khi đó là trong khi thầy nói là lòng trung hiếu thánh thần cảm động thì mình cũng sẽ còn sống. Rồi dù không siêu cũng đặng về thần đó, nhờ hai chữ trung quân ái quốc. Là trong khi ông Nguyễn Trung Trực á, hồi đó là cái thời của Phật thầy Tây An, đã ra đời tại thế mà trong khi ngài á, chỉ là vì dân vì nước. Ngài không có đi thọ giáo với Phật thầy Tây An mà ngài tu. Nhưng mà ngài được vì chữ hiếu nè, vì dân vì nước nữa nè. Ngài đã giết bao nhiêu ghe của Pháp, rốt cuộc nó bắt mẹ ngài. Kể cho bà con cô bác, không biết bà con cô bác có ai có nghe, từng nghe cái mẫu chuyện này chưa. Đó là một sự mầu nhiệm của một vị quan thượng đẳng đại thần đó. Là ổng đánh tay được bao nhiêu ghe đó, rồi nó bắt mẹ ổng, nó bắt ổng là phải ra đầu nó mới tha mẹ của ông về. Còn không thôi nó sẽ giết mẹ ông. Trong khi đó ông vì chữ hiếu ông mới đi ra. Đi ra thì nó chối ông lợi. Nó kêu ông là phải đầu nó đi, nó sẽ phong cho ông một cái chức là chức cao quan vọng trọng, là tiền của là rất là nhiều. Mà ông nói là phong cho ông cái chức gì ông cũng không có chịu hết. Mà ông chỉ chịu cái chức là chặt đầu tay, nên thành ra là nó đem ông ra nó chặt đầu luôn. Là nó cũng tha mẹ ông về, nhưng mà nó chặt đầu ông. Sau khi nó chặt xong rồi, nó lại nó lắc cái chặt ông mà ông không ngã xuống, ông đứng sững. Nó
nó lại nó lắc cái xác ông thì ông không ngã. Tới nó dương cái đầu của ông lên, nó dương lên thì nó dương tới đâu giặc quân Pháp của nó chết tới đó, chết diệp địa luôn bà con cô bác. Đó là cái lịch sử của ông Nguyễn Trung Trực đó, là người ta bây giờ là được phong cái chức là quan thượng đẳng đại thần, mà trong khi ông không tu, mà ông vì dân vì nước vì hiếu thảo với cha mẹ, dầu không siêu cũng đặng về thần. Đó là một cái mẫu chuyện đó của Nguyễn Trung Trực. Còn cái mẫu chuyện nữa là về ông Đức Cố Trần Văn Thành, là hồi đó cũng ngay cái thời Phật Thầy Tăng ra đời tại thế đó, ngài cũng tới để mà thọ giáo với Phật Thầy Tăng tu hiền. Sau khi đó sau này tu được một thời gian rồi, Phật Thầy Tăng mới mua một miếng thịt để mà thử lòng ngài. Trước là cho ngài đem về cho bà Cố và gia đình ăn, sau đó là sai một người đó là cô Hai xuống để đòi nợ ngài, đòi cái bằng ngày này qua tháng lợi, đòi là không được tiền là không cho về, phải ở đòi. Mà ông nhẫn nhịn rất là một thời gian rất là lâu, bà Cố còn phiền hà, còn tức giận tại sao là thầy mà lại đòi tiền. Giật ngửa giật nghiêng vậy, Đức Cố mới nói là thôi bà ơi, bà đừng trách thầy, chắc có lẽ thầy thử mình đó. Bà gắng nhẫn nhịn, không ngờ là Đức Cố bị đòi muốn thiếu điều xiết nợ, là bán của gia tài hết trơn để thí rồi, không còn gì, chỉ còn tay trắng không có tiền để trả nợ cho thầy. Mà gán lo kiếm phai, kiếm bắp, kiếm gạo trong nhà có bao nhiêu là đem bán hết để trả cho thầy. Rốt cuộc đi lên tới chỗ, tới ngày hẹn đi lên trả cho thầy, thì thầy ra cầm tay Đức Cố. Và Đức Cố nói, con xin thú thiệt với thầy là con quá có lỗi gì đã trễ ngày là lên trả tiền cho thầy. Thầy mới cầm tay Đức Cố và nói, mà chú đâu có lỗi gì đâu mà chú nhận là lỗi. Trong khi đó Đức Cố là nước mắt rưng rưng rồi cô bác, rưng rưng muốn khóc rồi. Thầy thử như vậy, người thế sao tu được? Đó là lời Đức Cố nói. Một cái sự thử là đối với cái người đạo là thầy Phật trời đồ thử dữ dằn lắm. Nếu ai không vượt qua được thì sẽ gớt, còn ai vượt qua được thì có thể tiến tu lên, có thể mình về một ngôi vị nào đó, mình sẽ hết sanh tử luân hồi, hết khổ. Còn đây là hai cái mẫu chuyện là ở tại Hòa Hảo này. Hòa Hảo này là tại đất của thầy được giáng sanh. Giáng sanh ra tại vùng Hòa Hảo này là người con của Đức Ông đầu thai vô nhà. Đức Ông là hồi xưa là kêu bằng ông cả. Ông cả cũng có chức có quyền, là giàu sang danh vọng lắm. Đó, đầu thai vào là có như vậy. Tới bây giờ khi thầy bữa hổm là lâu lắm rồi, không biết cái thời điểm nào, nhưng mà thầy nửa đêm thầy giả ra một người thường về kêu cậu Tư. Cậu Tư là cháu của Đức Thầy đó bà con cô bác. Cháu là kêu cậu Tư ra nhận lệnh, vì đã có lệnh chuyển 25 cái lưu má vú về để sau này có việc. Nhưng cậu Tư nói việc gì, muốn việc gì thì thầy tới sáng đi, chứ bây giờ nửa đêm tôi không biết. Đó là lời cậu Tư trả lời với cái người đó. Trong khi đó cái người đó mới trả lời là ông nói ông không biết phải không, vậy từ đây cho sắp tới là ông sẽ là người không biết luôn. Đó là cái mẫu chuyện đó rất là màu nhiệm. Trong khi đó thầy đi về mà không ai biết, không ai hay. Bởi vì bà con cô bác mà nghe được mẫu chuyện này, thấy sự màu nhiệm của thầy chưa, ráng tu theo thầy đi. Đó là sao em hiểu gì kể như là về kêu hay sao mà em không hiểu, nghe chị nói với em. Thầy về kêu. Yeah. Thầy về nửa đêm, cậu Tư đang ngủ. Cậu Tư là cháu là người con của cô Hai. Cháu của Đức Thầy ha. Cháu của Đức Thầy. Đó là mẫu chuyện đó, ở tại Hòa Hảo này luôn. Như Đức Thầy thì nói là gắn tỏ tình gọi mãn xà trên rừng mới xuống nó thai dương trần. Đó là thầy nói ở núi nào và trên rừng nào vậy chị? Đây, trên rừng có nghĩa là gì thầy nói, chừng lao sao ác thú non tầng. Là những người, là những gắn gích tên gọi mãn xà này là toàn là trên non trên núi không à. Sau này người ta sẽ kéo xuống, người ta sẽ được lệnh kéo xuống để nuốt cho hết người hung. Gắn to tên gọi mãn xà trên gừng nó xuống, nó tha dương trần là nó tha, nó ăn, nó nuốt sống hết những người hung luôn đó nha. Chứ còn người hiền á, thầy nói nè, người tu thú ấy cúi đầu đó, người hiền của Phật nó nào dám đâu. Tất cả những con thú đó, ti mặc dù là nó hung dữ, nó hung hăng,
nó muốn ăn thịt người, nhưng mà tới gặp người tu nó sẽ không dám. Mà người tu thiệt tâm nó sẽ cúi đầu nó lại, chứ nó không dám đụng tới. Còn người hung, người đời, người không tu nó sẽ quất láng hết. Người tu dối nó cũng quất luôn. Nói chung là nó không chừa một ai hết. Tại vì thú dữ sau này nó tràn xuống là rất là đông, đông như dịch hãn luôn đó bà con cô bác. Trở thành ra người tên mình tới nó không có chạy đâu mà trốn cho khỏi. Chui vô bụi lùm thì gích nó cắn. Trèo lên cây thì có ông cát ông mổ. Đó, chạy xuống sông thì cá sấu lỉnh nghỉnh. Dưới sông thì lỉnh nghỉnh sấu to. Trên bờ con hét con hò. Lớp bay lớp chạy đang dài dòn người hung. Là tới chừng đó là người hung khóc dữ dằn lắm. Mà chạy đâu cũng không khỏi mà cũng chẳng ai cứu luôn. Tại vì thầy có để câu là làm sao cứu được những người hung ác. Nên từ đây trở sao bà con cô bác nên lo tu hiền đi để vượt qua cái nạn khổ này nè. Sắp tới này nọ cái chặn thú dữ thôi, bà con cô bác thử nghĩ thử coi mình có chịu nổi hay không. Mình chạy đâu cũng không khỏi rồi mình làm sao bây giờ. Tới chừng đó là tính là như tơ gói cuồng, không tính được luôn. Mà nó nhào lại nó quất mình một cái rồi mình không còn sống sót, mà dãy như là cá lóc hiện nay bị đập đầu vậy. Rồi mới có chết chứ đâu phải tự nhiên chết liền đâu. Mà trong khi đó người tu nó sẽ cúi đầu nghe cả, bà con cô bác. Nếu ai bây giờ tu hiền sau này thú dữ cỡ nào nó cũng nhìn ra được. Nó cũng nhìn ra được người đó là đệ tử của thầy. Nó sẽ không dám. Tại vì ta có ơn trên che chở và gia hộ luôn theo bên cạnh để độ người ta cho tới. Cho tới ngày dựng lên hội Long Hoa và lập hội để mà gặp thầy đó. Đó, nói bao nhiêu đó thôi. Nè, bây giờ nè, tôi thấy người ta nuôi cá sấu quá trời nhiều. Sau này mà thiên tai lũ lụt xuống rồi, những con cá sấu đó đó và ông Năm Chèo nữa sẽ tràn xuống ở chỗ nào cũng có hết. Bởi vì thầy mới để là dưới sông lĩnh nhỉnh sấu to. Tới chừng đó nó bự rồi, nó tràn xuống là mình chạy xuống sông là bị nó liền, nó ăn thịt mình liền. Rồi thêm ông Năm Chèo, một cái nạn của ông Năm Chèo, ông nằm tại Dàm Nao, ông hả họng ra để ổng chờ người hung chạy vô họng ổng và ổng nuốt cho đến khi nào no xong rồi ổng sẽ cắn gãy bỏ. Ai muốn vớt thay thì xuống chợ mới mà vớt. Đó là lời của thầy nói trong cái mẫu chuyện bên thầy đó, bà con cô bác. Sau này ông Chèo ổng ăn no rồi ổng cũng không tha cho mình đâu nha. Ăn no rồi cắn gãy bỏ, không có tha cho một ai hết. Như vậy đó mới diệt được hết người hung, để còn người hiền mới sống đời thượng quân thánh đức được. Chứ nếu còn người hung là ngày nào còn người hung là dĩ nhiên những con thú nó sẽ còn để nó diệt mình. Phải còn người hiền mới sống được đời thượng quân thánh đức thôi. Chỉ như đức thầy nói là con sông nó chảy trồng cầu, ngày sau đến diệt thẩm sầu thiết tha, chừng ấy nói vậy con ba. Có còn nghiệp thú nuốt mình không? Đà. Người ta nói là không có Năm Chèo, đó là chỉ chuyện dựng chuyện nó có khó không chị? Không. Cái đó là toàn bộ là người ta suy nghĩ về cái vị của người ta là sai. Tại vì thầy nói con nghiệt thú. Nghiệt thú là dĩ nhiên là ông Năm Chèo đó. Nghiệt thú là con thú hung. Thú hung thầy mới kêu là nghiệt thú, mà trong khi là ông Năm Chèo đã có từ thời của Phật Thầy Tan rồi. Thời Phật Thầy Tan là ông Năm Chèo đã đẻ ra đời. Và trong khi đó ông sẽ nằm tại Dàm Na chịu cho tới mấy trăm năm đến bây giờ. Là đúng thời cơ ông sẽ nổi lên để nuốt. Đúng thời cơ ông sẽ nổi lên để nuốt cho hết người hung. Chứ không phải là không có đâu, bà con cô bác nghĩ như vậy là mình diễn ngư lắm. Mình diễn ngư với tử thần đó. Nếu bây giờ mình không lo rồi sau này đụng tới ông Năm Chèo rồi ai cứu mình? Không bao giờ cứu mình đâu. Còn bây giờ mình lo thầy sẽ cứu mình. Người tu tới đó sẽ được đi lên lưng ông Năm Chèo, được ông Năm Chèo đưa đón dịu dắt. Còn người hung tới đó sẽ vô bụng của ông Năm Chèo hết. Đừng nghĩ là không có nha. Con nghiệt thú thầy kêu là nghiệt thú là con hung ác đó. Là ông Năm Chèo rất là ác. Ổng không bao giờ ổng hiền. Tại vì ổng được lệnh xuống là nước người hung, thì dĩ nhiên là ổng vô cùng là dữ tợn. Nên thầy mới kêu là nghiệt thú đó. Dạ, nước người hung giờ vòng vòng nước Việt Nam mình không hết chị. Nuốt hết 18 nước chư hầu. Không chỉ không có phải nước riêng một nước mình đâu nghe Múc. Đó là lời thầy nói với Múc đó. Yeah. Tại mẫu chuyện á thì kể hết rồi, 4 mẫu chuyện rồi. Với lại mẫu chuyện ông Múc đó là ông Múc có hỏi thầy gì nè. Vậy á sau này hung và hiền sẽ chết hết sao thầy? Đó. Thầy mới nói là đừng lo. Ráng tu đi. Người hung thú ấy cúi đầu, người hiền của Phật nó nào dám đâu. Tu như ông Út chi bột thì đứng coi, thì sau này đứng coi chứ có sao đâu. Đó là lời của thầy nói với ông Út. Ông Út cứ
cũng là sợ hỏi thầy là sau này người hiền cũng chết hay sao. Thầy mới đáp là vậy đó, bởi vì bà con cô bác là gắng tu đi và phải hiền nha, thì sau này nhất định sẽ được còn sống và sẽ không có bị thú dữ ăn thịt, tại vì gặp mình là nó sẽ cúi đầu. Còn nếu ai không làm theo lời của thầy thì sau này sẽ làm mồi, kẻ hung chừng đó làm mồi đó, cho bày ác thú để đền bồi cái tội mình, tội hiện kiếp mình nè, để đền bồi tội xưa đó. Dạ, thì như Đức Thầy nói là danh thù Bồ Tát thường bi, kèo thiện mất ngã cứu thiện trần gian, có nghĩa là chỗ sụp đất rồi đó là thành biển rồi, nữa là mấy ngàn là nên cứu hay là cứu thì sao vậy? Là dân thù bát nhã là được Phật sai, dân thù Bồ Tát chèo thiền bát nhã đó là đi cứu người tu niệm đó, để xê sang phỉ tịnh, cái đó là gió đưa lướt sóng bờm lon, cứu người tu niệm xê sang phỉ tịnh là sau này người tu niệm bình thường niệm là niệm Phật nè, niệm sáu chữ Di Đà nè, bình thường có tu nè, sau này gặp chẳng là kêu bằng cảnh hồng trần tở biển mênh mông, tới chừng đó đó dân thù Bồ Tát sẽ chèo thiền đi cứu những cái người hiền đó để đem về gứa nước cam lồ quá tiên để sống đời thượng quân. Rồi bây giờ xin là nói tiếp theo đây là xin bà con cô bác nghe được cái clip này này nha. Nếu ai sống ở đời mà tạo phước đức, làm phước mình sẽ có công đức rồi thì con cháu mình nó sẽ được hưởng. Ví dụ như mạnh giỏi, không đau ốm bệnh tật, không tai nạn, mằn ăn thì khá giả, thông minh sáng suốt ha. Với thêm là tôi có biết một cái mẫu chuyện là như gì. Cái cậu bé này cũng tu với ông trụ trì ở chùa đó. Là ông trụ trì này là đỡ là Huệ Lục Thông rồi. Ông đã biết cậu bé này là 7 bữa nữa chết. Nên thành ra ông nói là thôi bây giờ thầy cho con đi về thăm gia đình cũng lâu rồi, con không có về thăm gia đình, thầy cho con đi về thăm gia đình. Cậu bé này mới đi về thăm gia đình. Thăm gia đình sau khi đó qua cho qua 7 ngày thì cậu bé trở lại gặp thầy. Thầy mới ngỡ ngàng hỏi, ủa trên đường đi con có làm chuyện gì thiện không? Cậu bé nói dạ thưa thầy, con không có làm chuyện gì thiện, con không biết có làm chuyện gì thiện mà con trên đường đi về con gặp một ổ kiến lửa đang rơi xuống cái dòng nước là ngập lũ, nên con bẻ một nhành cây và đưa xuống để làm cây cầu cho những con kiến đó bò lên bờ. Con chỉ có làm bao nhiêu đó thôi thầy. Và thầy đã nói rằng vậy là thầy xem con đã tới số, nhưng mà không ngờ con đã cứu được mấy con kiến đó, là coi như con sẽ tăng thêm phước thọ, nên thật Phật trời sẽ cho con sống thêm nữa. Chứ không thôi 7 ngày là con đã tới số rồi. Đó là một cái mẫu chuyện đó về phước đức đó. Nếu ai mà mua vật phóng sanh thì sẽ sống thọ rất là thọ. Tại vì lời Thích Ca đã là nói khẳng định luôn, ai muốn sống thọ thì mua vật phóng sanh. Rồi bây giờ cô bác bà con cứ tạo công đức đi, con cháu mình sau này mình có mất rồi, con cháu mình cũng sẽ được hưởng nhờ. Bởi vậy là bà con cô bác á, bây giờ đời khổ rồi, bà con cô bác thấy chưa? Đời khổ rồi thì mình phải lo mình tu kiếp, niệm Phật, tạo công đức, lập công đức, mua cá phóng sanh, giúp đỡ người tàn tật, ốm đau, bất cứ người ta cần tới mình, trong khả năng của mình sẽ giúp hết. Như vậy đó, phước nhiều, thầy nói nè, phước nhiều tiên cảnh lên gài nha. Là ai nhiều phước đức được vào cõi tiên luôn. Trong khi đó là phước nhiều tiên cảnh lên gài mà tội nhiều sẽ xa đọa nhiều ngày thảm thê lắm cô bác. Nên thành ra bây giờ mình gán mình tạo phước đức đi, rồi về cúng lại niệm Phật, đọc theo bài ngũ nguyện của thầy và niệm Phật như vậy đó. Chị, sau này mình sẽ được còn sống đó. Chị cho em hỏi bây giờ cái vùng núi mình á, thầy nói là người sao bảy núi lộ son lộ vẻ thì người già quá trẻ văn hôi. Như vậy đó là có không, mà đã nói mấy ông đạo hảo rồi đó, vùng núi nói núi non thấy đá cái thì cũng có gì đâu mà cứ nói đền đài gì chống rồi vậy là có không chị? Có, lời của thầy nói ai nói thì không có, chứ lời của thầy nói là có. Thầy nói nè, gừng lâm cây đá thấy ngày nay mà ruột U Minh có các đài đó. Đó là sau này là ông nói là lưu ly phổ phách mấy tòa đại cung dành cho những kẻ lòng chung chánh trực nha, chứ không có dành cho người thường đâu. Trong khi sau này thì lên lại đền đài phổ phách đó là sẽ lộ thôi. Tại vì thầy nói nè, đền đà, lầu đài núi cấm lộ nay mai, làm gì mà không có được. Còn đổi xác thai hồn là sau này sẽ có một cuộc biến chuyển đê mê 7 ngày đêm. Đê mê 7 ngày đêm đó là sau khi tỉnh lại sẽ mới đổi xác thai hồn, là lời Phật trời đổi cho mình, chứ mình không muốn đổi được đâu. Là những người còn sống sẽ được đổi xác thai hồn,
sẽ gứ nước cam lồ quá tiên để dự hội Long Hoa hết trơn. Đó là phải chịu cái chẳng cái cảnh đê mê nữa đó, chịu cái chặng đó nữa đó, dữ dằn lắm. Đê mê là coi như mình bị là kêu bằng là nhật nguyệt biến mất rồi, là tự nhiên mình bật lối trời chăng là mình sẽ đê mê luôn. Đê mê tới 7 ngày 7 đêm lận cô bác, không bao giờ tỉnh lại. Mà khi mình tỉnh lên mình sẽ trở thành một người khác. Nếu những người nào còn sống đó nha, sẽ trở thành một người khác, là xác này mà hồn người kia, hồn người kia mà xác người nọ, là thầy đã đổi xác thay hồn mình luôn. Đặng cho mình trở thành một người tiên, mình sẽ sống đời Thượng Quân Thánh Đức, dự hội Long Hoa chung với tổ thầy đó. Đó, hội Long Hoa chọn kẻ tu mi đó, người hiền đức đặng phò chân chúa, là người hiền đó nha, mới được phò vua thôi đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin bà con cô bác ở trong nước ngoài nước gần xa, tôi chúc cho bà con bác nhiều sức khỏe và tâm thân tâm thường an lạc, và lo cúng lại tu hiền theo thầy ký kiết để mình được sống hội Long Hoa. Nam Mô A Di Đà Phật.